uống tự nhiên đi chị. Ăn mọi người, ăn đi mọi người. Bà bác ơi, mà làm cái gì dưới này vậy? À, tôi lụm ve chai. Mấy cái này có nhiều tiền đâu mà lụm ve chi vậy trời? Thôi con, để cho bà lụm đi. Cô đá đá cho nó chai nha con. Con đá đá cho bà đi con. Ơi. Xích qua bánh thì con này, xích qua bánh thì con này. Cảm ơn mấy cô mấy cậu nhiều nghe. Dạ. Rồi, ngoài kia ai mở cổng cho bà vô đây được tay gì không biết nữa. Trời ơi, cái cổng tiệm của người ta con ơi, thì người ta mở không để tại vì người ta đóng. Mở đi đóng khách chứ. Ngoại ơi. Ai? Ai đâu lại vậy? Chú hả? Ờ. Đất ơi, bà Tư đó, bà Tư dây chai sắm trên đó. Lâu là tôi lâu tôi mới về tôi mới biết chứ. Vậy hả? Ờ, đang đi chứ. Con cháu bà đâu rồi, không mấy rồi bà để bà đi vậy. Hả? Chưa, đến chiều về ăn luôn. Còn chỗ này. Cái tiệc người ta chưa ăn làm gì? Con nhỏ này chưa từ ăn. Bây giờ ông của mẹ thì mẹ để cho bà được chưa? Ăn với con tôm đi. Ôi, cô cho con tôm nha. Chị cảm ơn cô nhiều nha. Có thấy chưa có ý đồ đem cái bọc heo đang lấy về nè. Con nhỏ này sao cái miệng ai bắt biến vậy trời? Thôi mà. Em nói gì kỳ với em? Để đi ăn mà đem về. Để đi về tôi ăn cũng được. Nè, bạn này xin con là qua đó là xin con, đó xin con nữa. Trời ơi. Thấy dị quá à. Đây nhiều nè, mình ăn. Con có ăn không? Dạ không, con nhường phần cho bà luôn á. Nè, thẳng đổ cái dĩa này vô bọc cho bà luôn đi. Cảm ơn con nhiều nha. Con này ta nói nè, lấy cái phần của em cho bà luôn đi, con nghiệp bà. Thôi được rồi. Thấy nhiều được rồi, về nhà ăn được rồi. Được rồi, đi qua bên kia giùm con đi. Dạ. Trời ơi, đá mấy cái chai ra cho bà lụm đi. Ê, tôi xin lỗi cô. Dân tùm lum hết trơn rồi nè. Thì văn vậy rồi một hồi mẹ lao cho làm gì dữ mà lại là mình nạt người ta đáng tuổi bà của con mà con làm gì con nạt người ta vậy? Lao một cái là khô được á, lao một cái là nó được rồi. Đây tao mua cái hết tao đền cho bà yếu rồi nên lỡ đổ rồi con cũng đừng có la làng lên. Người ta đáng tuổi ngoại của con đó, hồi nãy con nói mẹ đừng cho uống rồi. Còn ví dụ bây giờ tao nói nè, bà ngoại mày đi ra đường, bà ngoại mày gặp khổ gì rồi người ta giúp đỡ bà ngoại mày sao? Bà ngoại con không có gì, bà ngoại con thôi chị cảm ơn. Tôi xin lỗi với cô, tôi bươn mắt kém tay không sao nó bươn lắm, đừng giận nó, ngoài đừng giận hết. Tôi xin lỗi nhiều. Thôi qua đây con không sao đâu. Đi qua đây, con nhỏ này thiệt tình á. Bắt cái ghế cho tao đi. Ủa rồi sao không ăn đi mà đem tôm về chi vậy? Thôi về nhà ăn luôn. Đá giùm bà con. Có thấy chưa, qua tới bẩm sinh nó bỏ mười rồi. Bà đói bụng không? Hết vui à, rồi. Bà đói bụng không? Hả? Bà đói bụng không? Thì thôi, nhiêu được rồi. Mấy cô mấy cậu ăn ngon miệng đi mà, để tôi vô. Lại cho ăn không? Này. Lại đây đưa, tôi đưa lại chùm nho về luôn đi bà. Đây. Cảm ơn mấy cô mấy cậu nhiều nha. Có cái gì đợi không? Thôi tôi đang về luôn. Có thấy chưa, gõ gàng là có mục đích mới đi lại đây đem hai ba cái bọc. Cho cái miệng của mày. Giỏi á, nó nói vậy thôi chứ đừng có để nó nói vậy thôi chứ tánh nó vậy không gì đâu nghe. Bà đừng có buồn nha bà, cái gì mày nói cũng được hết trơn vậy. Bà đừng quan tâm tới con nhỏ đó. Cái điện thoại của cô chú nào gớt nè. Con cảm ơn bà nha. Rồi mọi người ăn ngon miệng nha. Nói gì sẽ lòng miệng với tôi nha. Bà gì đó, nói đó kia. Ủa, nhiều người mới trả lời. Rồi, ở đây nhiều người mới trả lời đó chứ không thôi là bỏ mất cái gì. Coi đi cái miệng mà cái gì nó cũng được hết trơn á. Nói nó nghe nè em ơi. Em đẹp nói vậy em ơi. Cho kể đi, xin lỗi. Rồi dùng đi. Thôi mọi người ăn như lẻ nha. Thấy ơi. Ơ ngoại mới về hả? Ngoại về nè. Nhiều không? Ngoại lắm nhiều không? Ít à. Còn con học sao rồi? Con học cũng giỏi chứ sao trời. Thôi gán học nghe không? Dạ. Đấy sau này lớn lên á còn có nghề có ngóng. Theo đúng đường. Lớn lên mình nội mình sống không nội. Chà mày. Biết tôi còn sức nổi sống nổi tới lúc mà cậu lớn không mà cậu nói như vậy. Ai biết tôi được rồi. Nè,
Mà cứ đem này cho con nè. Cơm nữa. Nha. Đây đây đây, đây nồi lột cho, nó câu rồi nó đâm vô tay con nữa. Ăn ngoan nghe không? Dạ. Đó. Ủa mà nãy lượm ở đâu vậy? Không, cái này là bên đám người ta cho ngoại. Ai tốt với trời. Ờ, có người này người kia mà con. Nè, ăn đi. Ăn ngon rồi. Ngon không? Ừ, ngon thiệt ngoại ơi. Nội ăn gì chưa vậy? Nội, nội ăn rồi. Con ăn đi, nó ăn rồi đấy, nó nghe trên đám nó ăn nhiều lắm. Nè cái cây nè. Á, ăn đi con. Thôi còn con để hồi nội vô ăn cơm đi. Thôi, nó ăn rồi. Nãy bên đám nó ăn, tao cho nó ăn nhiều lắm. Con ăn đi, ừ. Ăn nhiều nhiều đi, no không, phải đói nè. Ăn cho mau, ăn chóng lớn, hiểu không? Dạ. Ai. Nội chắc nội ăn gì chưa? Ăn rồi, nãy ăn bánh nhiều lắm trời. Hồi nãy bánh người ta cho quá trời đồ ăn luôn, ăn không hết luôn. Ngoài nội mới đem về cho con nè. Đó, ăn đi để nồi lọc cho. Nè. Hai. Cơm bự dữ. Ờ. Tắm rửa gì đi. Dạ. Ê nội đem đi dẹp. Thôi đừng có ngồi. Thôi nội, nội, nội chơi đi, để nội đem đi dẹp. Dạ. Ôi nội, nội. Nội sao vậy? Hả? Nội sao vậy? À, nội không sao. Nội cần có thuốc cho nội không? Thôi. Ôi nội không sao vậy trời? Thuốc men gì? Tốn kem. Ôi nội gán đi mua thuốc nội uống. Thôi thôi mà tốn kém mà câu rồi. Thôi đâu tốn kém, mua thuốc cho nội uống mà tốn kém gì trời? Thôi. Chà bày. Sống hả? Đừng có phung phí, hiểu không? Tiết kiệm mà sống. Cái này mình phung phí cho đáng mà nội. Thôi. Nó nổi không mạnh rồi gì sao? Nổi. Ơi, bệnh già mà. Nổi sao thì không vậy? Nghe nổi nói nè. Lỡ sau này á, nói có vấn đề gì á. Gán sống làm người, hiểu không? Có ích cho xã hội. Em không, mọi người nói gì mà. Ơi. Sao mẹ con lớn rồi con nuôi nội. Nuôi hả? Rồi biết rồi, ông lớn lắm nuôi tôi. Dạ. Anh đang đi mua thuốc cho nội uống ha. Thôi. Gán nghe không? Nội chỉ sợ là không có nuôi con được tới lúc mà con trưởng thành. Ngoại nuôi nội đừng có nói như vậy. Từ ngày ba với mẹ con mất tới bây giờ, nội nuôi tới lúc đó hổng nè. Sau này có chuyện gì á, gán nghe không? Dạ. Nội, nội nay con đi muốn cái nội uống nha. Thôi. Nói này nỉ lì trời, thuốc men gì? Tư không? Nào nội hết bệnh được. À Tư ơi. À Tư không? Dạ à, Tư. Ủa. À Tư. Làm gì vậy? Nè. Hai vợ chồng có đem hũ mứt của bà thích đem qua cho bà nè. Ừ. Đó. Ôi, qua chơi là vui rồi, mất bồng vậy. Sao vậy? Làm gì mà nằm đây vậy? Bị gì vậy? Thằng Hằng ơi. Ô, ho nãy giờ ông đòi mua thuốc cho nổ mà nội không chịu. Rồi có sao không? Hai chồng con chở bà Tư đi chạm y tế ha. Thôi, bệnh già mà. Sao có ổn không? Nãy hai chồng con chở bà đi mà nãy khám thôi. Thôi nè, cắt vô đi, mai đi học ăn. Thằng ơi. Bà ăn đi. Con chiều nay con kêu mấy đứa kia đem ba cái bánh qua cho nó. Cảm ơn cô chú nghe. Ồ, cái gì cũng nhường cho cháu hết trơn á. Ừ, nói nghe nè. Gì? Biết nhờ giả chuyện này á là nó cũng không phải phép. Nhưng mà tôi nói nè, cô thương tình á. Ừ. Sau này mà tôi có chuyện gì á là cô chăm sóc quý giùm tôi. Ôi, bậy bạ không à. Ngoại còn khỏe lắm, bà Tư còn khỏe lắm trời. Không có. Dạo này tôi thấy tôi yếu ghê lắm rồi. Ôi, có nói bậy bạ. Từ ngày mà ba mẹ nó mất tới bây giờ á,
gắng sống tới bây giờ là nuôi nó, nhưng mà tôi chỉ tiếc là không được nhìn thấy nó nên vợ nên chồng lập gia đình lớn con thôi. Trời ơi Tư ơi, cô coi á, như con cô nuôi đất nó giùm tôi. Rồi Tư cứ yên tâm đi nha, con coi nó như là người thân trong gia đình không mà. Gắng nghe lời cú Sáu nghe con. Dạ. Nhớ nha. Có gì đâu, hai quê chồng quá ở gần đây mà, có gì bên đâu. Mà à, bây giờ con đi mua cháo ha, thôi giờ xách xe đi mua cháo ăn nha. Tư ơi. Nói. Tư ơi Tư. Nói. Tư ơi Tư. Tư ơi Tư. Sao đừng nói vậy con Sáu. Tư ơi. Tư. Chưa. Không thằng ơi, Tư ơi Tư. Hủ hồn hủ vía chứ. Cái gì vậy? Tư làm con hết hồn hà. Mà sao tự nhiên đang nói chuyện mà im lặng vậy? Mỗi con mắt. Cho nên giấc mắt lại. Rồi bây giờ đi mua thuốc với mua cháo cho ăn nha. Đi thôi ông xách xe đi rồi để mua cháo ha. Rồi. Mua cháo gà. Rồi mua cháo. Thôi mà đừng có giận nữa nè, đi mua cháo gà ha. Rồi. Tư ơi. Rồi. Mà Tư quá, sao mà Tư giận hoài vậy? Mua cháo gà ha, mua cái đùi ha. Rồi. Rồi Tư. Tư! Tư! Ngồi! Sao hỏi? Tư! Tư! Ngồi! Mày làm cái gì hoài vậy? Trời ơi! Ngồi đêm hôm thức khuya! Buồn ngủ! Mệt à ghê luôn rồi, bây giờ ăn cháo gà nha, đi mua nha! Thôi! Muốn ăn đâu? Thôi ăn đi, có sức sao vậy? Ăn rồi uống vô, mua thuốc thôi, thuốc uống vô! Thôi, ông xách xe đi rồi đi mua cháo gà cho bả rồi xong rồi mua thuốc. Thì hai sống vui vẻ, nghe lời cú Sáu nội thứ nha. Dạ. Cú Sáu mua thuốc cho nội luôn. Rồi, mua thuốc để ta. Đi nè, đi mua thuốc nè. Rồi coi thử coi trong mình có cái gì không, nó mua thuốc gì mới biết được. Rồi nhà còn gì ăn không? Hả? Được rồi. Nói chuyện là bắt đầu ngủ nữa rồi. Hả? Mua cái gì nữa nè? Nói là con mua một lượt nè, để con đi ra ngoài thị xã con mua. Nè, anh ơi, mua cái gì nè, nhanh đi con đi nè, để hai chồng con đi chung chuyện nữa. Hai chồng con đang đi mua đồ cho bà luôn. Tư. Rồi. Tư ơi. Rồi. Tư. Rồi ơi. Tư không? Rồi. Tư. Bà Tư. Bà Tư. Gì nữa nội? Mình kêu xe đi mình. Tư nội rồi. Sao? Thí ơi. Thí. Rồi sao rồi? Hả? Dạ. Thôi. Buồn hoài luôn á thằng này. Ăn uống gì chưa? Hả? Ăn uống rồi. Chứ mà giờ bà nội con đi rồi thì giờ cũng có thể giải quyết được cái gì đâu mà con ngồi đây mà con buồn hoài. Con không biết sao bây giờ. Thôi. Đằng nào giờ ở đây con ở mình ên cũng không được. Đi qua nhà chính ở đi. Rồi đi học. Dạ thôi. Trước nội có nói với con là có gì qua nhà cô Sáu. Con qua cô Sáu. Qua nhà Sáu hả? Chứ là nội con. Thôi cũng được. Mà có cần cái gì thì nói chính tiếng. Nha. Học hành tập dở rồi đó. Chứ nội bay ở trên đó rồi giờ không có yên tâm. Hiểu không? Đừng có buồn nữa. Vô tắm rửa ăn gì chưa? Thôi vô tắm rửa đi rồi chính kêu anh Thọ đem cơm qua cho con ăn. Đi đứng dậy. Đừng có ngồi ủ rũ hoài, buồn hoài có làm giải quyết được gì đâu. Vô đi con. Chị tình tội cái thằng gì đâu.